hướng dẫn đăng ký tài khoản và kích hoạt gói khuyến mãi trên FPT Playbox. Bước 1. Từ màn hình chính chọn mục tài khoản. Bước 2. Nhập số điện thoại của bạn để đăng ký tài khoản. Lưu ý, số điện thoại của bạn đã đăng ký sẽ là tài khoản sử dụng dịch vụ FPT Play. Sau đó chọn tiếp tục. Nhập mã OTP đã gửi vào số điện thoại của bạn để xác thực, sau đó chọn tiếp tục. Nếu bạn đã có tài khoản FPT Play rồi vui lòng đăng nhập bằng mật khẩu. Bước 3. Tạo mật khẩu cho tài khoản của bạn. Vui lòng tạo mật khẩu gồm 6 số từ 0 đến 9 để hoàn tất đăng nhập. Sau đó chọn hoàn thành. Như vậy là bạn đã đăng ký thành công tài khoản FPT Play. Bước 4. Thực hiện kích hoạt gói khuyến mãi trên FPT Playbox. Tại mục tài khoản chọn gói dịch vụ. Sau đó chọn gói VIP. Chọn gói quà VIP và kênh gia đình không Việt Nam đồng để kích hoạt khuyến mãi. Như vậy là bạn đã kích hoạt thành công gói khuyến mãi và có thể sử dụng các nội dung trên FPT Playbox. Sau khi kích hoạt gói khuyến mãi xong chọn dịch vụ đã mua để kiểm tra. Mọi thông tin thắc mắc bạn vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ 1900 6600. Xin cảm ơn.